trước không bởi sao không bởi sao nữa thì nó không không những cái trước mà không thèm trong người nó bằng khoái giá chịu hơn. Ông hút thuốc bao nhiêu năm rồi ông? À? Ông hút thuốc bao nhiêu năm rồi ạ? Không biết nhưng mà năm 14 tuổi. Năm 14 tuổi ạ? À, vâng. À vâng. À. Ông cho à. Vâng. Cái bát thì à vâng. Cái thuốc ông ra ở kia nào. À vâng. Cái này ngã say ngã trần. À, bây giờ ông xuống miệng là 3 hôm là ông thấy cảm giác không còn thèm thuốc nữa. Tháng ra này ông là cứ chậm nôn thuốc đã chậm thuốc này. À nhưng mà bây giờ thì giờ à và không thấy thèm nữa. Có ba thuốc không ba không ba thằng nó đỡ lên. Vâng. À. À vâng. Thì ông theo ông thì ông thấy cái sản phẩm thuốc thanh nghị này có tốt không ông? Sản phẩm này thuốc của anh là thanh nghị này nó có hậu quả là có dung nhậm hơn. À vâng. Ngậm khi ngậm xúc nhậm và cay và nóng gan lên. Vâng. Thì tự nhiên nó đắng mồm nó nhậm là quên cả thuốc. À vâng. Quên thuốc. Vâng. Không nhớ được thuốc. À. Vâng. À, thế cái thuốc này ông xúc miệng xong là ông cảm thấy là không có mùi, có nhớ đến mùi thuốc nữa không ông? Không anh. Mà không có mùi gì, không có mùi gì thuốc nào anh ạ. À vâng. Mà có mùi gì thuốc. À. Thanh nghị. Có mùi gì thuốc thanh nghị thuốc nào xúc miệng xong nó cũng đắng đắng là không biết cà phê là cũng lại nghĩ đến cái thuốc này này. À. À đây, tưởng tượng nghĩ cái thuốc này này nó hơi thế này. Nó tồn tại mà mình à, vâng. Uống vào mình xúc nhận cho mình uống mua cà phê vào cũng vậy. À, thế là 3 ngày là ông, ông dùng nước xúc miệng cây thuốc lá thanh nghị vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ cây thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.